ở bển đi cưng. Đây là một sự sắp đặt. Bớt giả tạo lại. Khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Có nghe này Giang? Có hiểu. Vâng. Đó là gọi là em đi xa quá. Em đi xa anh quá. Em đi xa quá. Em đi xa anh quá. Ok, you. Ừ, hóa nhận. Khi mình đã sai thì hãy im lặng. Em vừa tán thẳng vào cảm xúc của anh. Đó là một sự ác độc. Mà cái ác độc này nó chỉ còn đeo đẳng họ tới suốt đời. Họ sẽ phải hối hận, ăn năn. Lại tao sai nè, tôi giả vô mặt luôn nè. Tôi giả vô mặt niềm vừa lòng với người chưa. Lately I've been thinking about what we had. I know it was hard, it was all that we knew.